thằng cha đã sai đến để chúng con có sự sống đời đời. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa để cho chúng con được cảm nhận Chúa cũng như tương giao mật thiết với Chúa trong mỗi giờ phút chúng con còn sống ở trên đất này, để chúng con tìm biết ý muốn Chúa ở trong đời sống của chúng con, để chúng con không đi dẹp hai bên, để chúng con nhìn ngắm mục đích là chính Chúa, để chúng con được bước tới, để chúng con được lật giải ở trên trời, đúng vậy, là nơi Đức Chúa Trời làm thương xót chúng con, cầu thế cho chúng con. Amen. Chúng Chúa con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ ông bà anh chị em chúng con được một đêm rất ngủ bình an, và Chúa cũng tỉnh thức chúng con buổi sáng, chúng con trở dậy đến với Ngài. Chúa xin Chúa thương xót chúng con, dẫn dắt chúng con và ban ơn cho chúng con trong thời giờ này. Chúng con đến với lời, chúng con hiểu biết ý muốn của Chúa ở trên đời sống của chúng con là thế nào, để rồi chúng con bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Thì Chúa cũng ban ơn chúc phước cho Ngài trên chúng con trong ngày hôm nay, đi đâu làm gì thì cũng vì sự vinh hiển của Ngài. Xin Ngài cũng bảo vệ chúng con phía trước, phía sau, bên hữu, bên tả. Nhất là xin Chúa cũng thương ông Chi Hải đi về Gò Công, thì xin Chúa cùng dẫn sự phương tiện xe cộ tay lái tính mạng của ông và cháu được hơn trước mặt mọi người. Ông có lòng dạn dĩ và nói ra lẽ chân thật của nơi Chúa, để rồi tất cả những điều gì vì sự vinh hiển của Ngài mà ông làm từ sáng nay Chúa, con cảm tạ Chúa và xin Ngài thương xót hết thảy các con cái của Ngài tại phòng nhóm Hóc Môn này, cũng như ở phòng nhóm Phino và tất cả các con cái của Chúa ở trên Việt Nam và trên toàn thế giới nữa, để rồi chúng con được hiệp một trong Thánh Linh của Ngài. Cảm tạ Chúa. Chúa cũng thương xót đồng bào dân tộc Việt Nam chúng con, những người xung quanh lân cận chúng con, như là những người cầm quyền nơi quê hương đất nước của chúng con, để rồi cũng được Chúa thăm viếng, để Chúa đụng chạm và để Chúa thương xót, để họ trở lại cùng Ngài và được sự cứu chuộc. Chúng con cảm ơn Ngài. Thì Chúa cũng giúp đỡ cho các thánh đồ của Chúa nước ngoài như điều mà anh em chúng con đã cầu xin, xin Chúa cũng ban ơn giúp đỡ, để rồi cho các thánh đồ cũng đã có công giúp đỡ cho Việt Nam sẽ hiện lại ở trong công việc Chúa mà Chúa sai khiến. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng hết thảy vào sự trong tay quyền năng của Chúa và chúng con hiệp chung trong sự cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin học lời Chúa với lại các tôi cơ Chúa trong Thi Thiên 39 từ câu 1 cho đến câu số 3 của cái bản dịch Kinh Thánh Hiện Đại. Thì có một cái ý mà tôi cũng đọc ở đây, đó là: tôi tự nhủ tôi sẽ cố giữ gìn nếp sống, giữ cho miệng lưỡi không sai phạm, và khi người ác xuất hiện tôi bịt chặt miệng như phải ngậm lại, ngậm tăm. Nhưng khi tôi âm thầm câm nín, việc phải cũng chẳng nói ra, thì nỗi đau xót trào dần, làm bồn chồn nóng nảy như lửa đốt cháy, thiêu lúc trầm mặc đăm chiêu. Phần dịch Hiện Đại có cái ý ở đây thì tôi thấy là đây là cái điều mà David tự nghĩ ở trong lòng. Thật sự thì nó cũng có thể là nó cũng đúng với những con người mà đi trong cái băng tầng mà gọi là sống ngay thẳng. Ở đây thì David cũng biết là khi mà ông ta nói thì nó cũng không ích lợi gì cho cái người nghe, mà nhất là đối với những người mà gọi là những người ác. Thì chúng ta biết là mà kẻ ác thì ở đây không phải là như người đời người ta nghĩ là người ác là theo cái nhìn về xấu xa gian ác theo cái cách của thế gian, mà cái người ác ở đây là cái người mà làm không theo ý muốn của Chúa, đúng không? Chúng ta đã biết rồi. Thì mình thấy rõ ràng là khi mà họ làm không theo ý Chúa thì ở đây người Chúa dùng là David thì ông ta cũng thấy là rất là khó chịu, đúng không? Ông ta nói là ông ta muốn bịt miệng lại,
như là phải ngậm tăm, không muốn nói. Nhưng khi tôi âm thầm câm nín, việc phải cũng chẳng nói ra, thì nỗi đau xót trào dâng. Tức là ông ta bị chọc lên, bản dịch kia thì nó là ông ta bị chọc lên cái nỗi đau đớn. Vậy thì cái vấn đề đây là ông ta đau đớn cái điều gì? Tức là khi mà người ta không làm theo ý muốn của Chúa, thì David hiểu được cái điều mà Chúa dạy thì ông ta cảm thấy sao? Khó chịu, đúng không? Và cái điều này có phải là David khó chịu không? Thần linh Chúa. Nếu chúng ta nhìn về phương diện về thần linh thì chúng ta biết rằng đây không phải là vấn đề của David nữa, mà nó là cái vấn đề của Chúa, đúng không ạ? Chúa dùng qua người của Chúa để mà có một cái sự mà khó chịu ở đây. Tại vì chúng ta đọc câu 1 thì chúng ta thấy rõ là David như là tự nhủ ở trong lòng là ông ta sẽ cố gắng giữ gìn giữ gìn để miệng ông ta không phải nói, mình nói ra thì nó mất lòng, đúng không? Nói ra thì coi như là làm cho cái người nghe người ta khó chịu. Nên là ông ta muốn sống theo cái kiểu gọi là giao hòa vi quý, tức là sống là để cho nó có cái sự mà gọi là hòa bình được lòng, không có bị mất lòng ai hết. Thì ở đây thì ông ta luôn luôn tự nhủ với mình là như vậy. Dù coi như là lời lành, tức là lời phải, lời đúng, ông ta cũng không cần nói. Tại vì đúng để làm gì? Giống như mình vẫn hay nói chuyện với nhau, bây giờ nói đúng nhưng mà mất nhau chứ làm gì, đúng không? Nếu mà chúng ta cứ hai bên đều đúng thì chỉ có cãi nhau. Nhưng mà nếu mà một bên đúng một bên sai thì cái bên sai thì chắc chắn cũng sẽ không bị hổ thẹn, đúng không? Cũng bị một cái gì đó người ta sẽ bị tổn thương. Mặc dù người ta biết sai, nhưng mà trong cái sai đó thì người ta cũng bị tổn thương vì cái lời nói đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng ở trong câu 3 thì lại nói là lòng ông ta lại bồn chồn nóng nảy như lửa đốt cháy thiêu, lúc trầm mặc đăm chiêu, tôi liền mở miệng. Thế thì cái bản dịch truyền thống thì nó cũng có cái hay hơn, đó là lòng tôi nóng nảy trong mình tôi, đương khi tôi suy gẫm lửa cháy lên, bây giờ lưỡi tôi nói. Vậy thì mình thấy là ông ta suy gẫm về cái điều mà Chúa dạy cho mình, thì ở đây mình thấy là lửa cháy lên. Một con người mà sống trong cái sự suy gẫm với Chúa, tức là luôn luôn có cái từ Sê-la, thì chúng ta thấy Sê-la tức là chúng ta dừng lại thì suy gẫm, thì chúng ta thấy là đúng. Chúng ta cảm thấy đúng, cuộc đời của mình không thể xa rời cái điều của Chúa được. Nên vì vậy ông ta cũng giống như ở trong lòng có một cái gì đó bắt buộc ông ta phải nói. Như ở trong Jeremy coi như là cũng nói là nếu mà tôi không nói thì giống như là lửa đốt ở trong tâm can, đúng không? Nên là như vậy rất là khó chịu. Bây giờ chúng ta cứ thử nghĩ là trong tay chúng ta mà cầm cái đốt lửa, chúng ta có chịu nổi? Thì bắt buộc là phải bung nó ra thôi, đúng không? Tức là phải bỏ nó ra, chứ không thể nào mà coi như là giữ nó được. Thì ở đây mình cảm nhận được cái nhìn của David là ông ta không thể nín lại, bởi vì đây là cái điều mà Chúa muốn ông ta phải làm. Nên là tại sao mà tôi thấy ở trong Jeremy thì tiên tri Jeremy cũng nói là mặc dù ông ta thì không muốn nói, nhưng mà Chúa thì sao? Cứ bắt ông ta phải nói, đúng không? Và Chúa nói là gì? Mày hãy nói cho nó nghe cả khi mà nó không muốn nghe. Nó là kẻ gian ác và nghịch lắm. Đây, tôi đọc ở đây thì cho quý con nghe. Đó là người nghe Chúa bảo là người đến nói bây giờ tại vì nó không nghe ngươi đâu. Nó không nghe. Nó không nghe. Chúa nói trước. Nó không nghe. Rồi ECGM đi. ECGM thì đó là Chúa phán với ông ta là phải đi đến để nói. Đấy. Vậy ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó, dầu nghe, dầu chẳng cứ nghe, vì chúng nó rất là bạn nghịch. Câu 5, câu 7 luôn, thì còn như chúng nó hoặc nghe ngươi hoặc chẳng thính nghe, vì là nhà bạn nghịch, ít nữa chúng nó cũng chẳng biết rằng ở giữa mình đã có một đấng tiên tri. Nhưng hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó và chớ sợ lời chúng nó, dầu gai góc ở với ngươi và ngươi ở giữa bò cạp mặc lòng, phải dầu chúng nó là nhà bạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó và đừng kinh hãi mặt chúng nó. Thế thì Chúa cứ bắt buộc coi như là tiên tri của Chúa phải đến nói, ngay cả chúng nó là nhà bạn nghịch, Chúa bày tỏ cho mình cái điều đó để mình thấy đúng.
những người đi theo Chúa trong cái băng tầng của sứ điệp tiên tri thì mình thấy là tiên tri thì không thể nào không nói ra cái điều mà Chúa muốn. Tại vì đã nói là tiên tri mà, tiên tri là thay cái miệng của Chúa mà giờ không nói thì bây giờ ai nói nhỉ? Nên Chúa bảo là các ngươi là loài chó câm, chó điếc, chó không sủa, thì như vậy thì không có giá trị gì. Câu 22 thì chúng ta thấy là ngay cả khi mà chúng ta thấy câu 21 thì nói là trái lại nếu ngươi răn bảo người công bình khiến đừng phạm tội mà thật ra nó không phạm tội thì chắc nó sẽ sống vì đã nghe lời răn bảo, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Vậy thì nếu như ở đây mà người của Chúa không nói thì nó cũng có chuyện, đúng không? Đây là bắt buộc phải nói, và nếu không nói thì Chúa sẽ chuyển giao cho cái khác, thì lúc đó mình cũng muốn nói cũng được. Thì câu 21 thì chúng ta thấy rõ là ngay cả người công bình luôn, tức là người mà chưa có phạm tội, đúng không, mà không nói đó, mà nó có chuyện gì là người cũng gánh hậu quả, chứ không phải là mình nói như vậy là mình yên đâu. Thế thì mình thấy là ngay cả người chưa phạm tội, chứ không phải là người đã phạm. Và nhiều con cái Chúa ngày hôm nay mà tôi có phạm gì đâu mà cứ nói tôi hoài. Chờ đến khi mày phạm thì rồi bắt đầu lúc đó mà nói thì mày đi đâu rồi, đúng không? Và đó là cái điều mà tôi nghĩ là rất là khó cho những người mà ở trong cái băng tầng của tiên tri. Và thật sự là David cũng là người có cái ơn tiên tri, đúng không? Ông ta có cái lĩnh vực tiên tri ở trong mình. Nên là xuyên suốt ở trong Thi Thiên thì coi như Chúa Giêsu nhắc lại trong Luca đoạn 24 thì chúng ta thấy là tất cả những cái sách Thi Thiên đều nói về tiên tri. Thi Thiên rồi các đấng tiên tri đấy. Thế thì mình thấy là thần của Chúa ở trong David, đúng không? Nên là khi mà những cái điều mà David viết ở đây không phải là vấn đề ông ta nói, mà ở đây là gì? Là chính là Chúa đang ở trong ông ta để nói với lại dân của Ngài. Và đây là cái điều mà Chúa dùng qua con người là David. Và nếu như chúng ta thật sự là những con người đi theo Chúa thì Chúa cũng sẽ sử dụng con người của chúng ta để làm cái công việc của Ngài. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là ai có thể nhìn ra được vấn đề đó thì thật sự là mình nghĩ là nó không nhiều. Chúa đã nói rồi, có nhiều người được gọi nhưng mà rất là ít người được chọn. Như bây giờ mình thấy rõ ràng là ở đây có cô Thiên Phú mới đến cũng có ít ngày thôi, nhưng mà thực sự ra thì mỗi lần mình nói ra thì biết là cũng đụng chạm đến người ta, nhưng mà mình không thể nói lại. Thế thì Chúa vẫn cứ phải coi như là thôi thúc cái miệng và cái mồm này để cố gắng để bịt nó lại, nhưng mà bịt không được. Thế thì đây là cái điều mà tôi nghĩ là nó cũng rất là trớ trêu với con người xác thịt, nhưng mà nó sẽ có ích lợi cho chúng ta. Nếu như chúng ta yêu Chúa thì chúng ta sẽ nói ra lời của Chúa, và lời đó phải là lời được khải thị, và lời đó phải là lời mà trong lòng của chúng ta được Thánh Linh của Chúa thôi thúc. Như tôi nghĩ là như tiên tri sứ giả thời đại cũng nói là tôi không nói điều gì nếu như Chúa không muốn tôi nói, và tôi cũng không thể làm bất cứ điều gì nếu như Ngài không bày tỏ. Nên là xin Chúa cũng sẽ tiếp tục ở cùng và dẫn dắt chúng ta để bày tỏ ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cái tinh đồ của bảy và trong bài truyền thông thì nói hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cạnh tôi ở nơi Chúa. Còn cái bản hiện đại nói lại Chúa, có ai đáng cho con hy vọng? Hy vọng con chỉ đặt nơi này. Amen. Cảm ơn Chúa. Thế thì suy ngẫm về cái cuộc đời này thì đúng là người thì Chúa nói rồi. Nếu như mà chúng ta nhờ cậy ở nơi loài người thì quả thật cũng nhiều. Khi mà mình chưa biết Chúa thì mình cũng hy vọng ở nơi con người, nhưng mà mình hy vọng ở nơi người nào thì sau này Chúa cho nó trở được xấu xa chừng đấy. Thế mình cũng chẳng biết. Thế thì khi mà hồi còn đi trong dịch học bói toán thì coi như là đến với cái anh chú dí Nha Trang thì có thằng em nó làm trung tâm nghiên cứu, nó dẫn đấy kêu mình bảo ông này giỏi dịch lắm, anh giỏi dịch thế thì đến học. Thế đến thì bắt đầu ông lấy đấy là ông ngồi nói mà anh cứ gặp người nào anh cứ chơi với người nào sao đó người xấu lắm đấy mà phải là sao mà như thế mà. Nếu để đến khi mình đi theo xấu thì Chúa mới cho biết là đúng. Nếu như mình hy vọng ở nơi con người, tại vì mình hy vọng họ thì nó thành ra là Chúa cho họ xấu đi.
để rồi cuối cùng rồi mình chỉ có trông cậy ở nơi Chúa mà thôi. Thế sau này mình mới biết là đúng. Giê-ri như vậy câu 5 mới nói là đáng rủa xả thay là kẻ trông cậy ở nơi loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay lòng liền khỏi những dây hôn ăn. Thế kể cả trong gia đình mình cái thằng mà nó chết rồi là thôi mình cũng có hy vọng ở nơi nó, thì là Chúa lại cho nó chết. Nó khổ lắm. Chú bảo mình phải cắt đứt đi coi như là con người thế gian chỉ có trông cậy ở nơi Ngài mà chỉ ngắm chờ mình Ngài mà thôi chứ không có trông cậy ở con người được. thế thì mình cứ thế là đúng đó. Hy vọng ở nơi con người là đúng thật. Thì đây David cảm nhận được cái điều này mà mình thấy là đúng thật, coi như là Chúa có ai đáng cho con hy vọng con chỉ đặt lên Ngài. Thế thì cái điều này là cũng phải trông cậy con người chán chê đi rồi bắt đầu là Chúa mới cho biết thế đó là thế chứ không tự nhiên mà lấy được đâu, không lấy được. Mình hy vọng chán rồi xong bắt đầu rất là nhiều cái sự việc nó xảy ra rồi mình bỏ là rồi khi mình gặp Chúa mình biết Chúa là người của Chúa hay là người của Chúa hoặc là Chúa. Con người thì xác thịt, xác thịt thì hy vọng là chỉ có nát, chỉ có chết, là chết mà khổ họ, chết mình tài hoạn thế nào, tài hoạn cho họ nên chứ khổ thế. Thế này, điều này đúng là cảm ơn Chúa. Amen. Thì đây là cái điều mà cũng phải là trải qua rất là nhiều cái sự việc mà mình thấy được, mình cứ ngẫm lại cuộc đời, mình cứ ngẫm cái lời mà ông ta nói, thấy lạ. Và khi đến với Chúa rồi mình cũng biết đúng. Chúa bảo mình chỉ có một mình Ngài là thần thôi. Amen. Chứ mà đây không có thần nào có thể là trông cậy được. Hallelujah. Không có thể trông cậy một thần nào, không thể hy vọng một thần nào hết. Amen. Nếu mà như thế là không đẹp lòng Chúa là Chúa sẽ phá đi. Amen. Đây là cái điều mà cái Chúa sẽ dựng chính bản thân tôi thấy được cái điều này. Và David cũng cảm nhận được. Chắc là David cũng có những cái điều mà trông vọng hy vọng ở nơi con người này cái khác nọ, nhưng mà thì lại mới thấy được cái điều mà trong lòng chúng ta nói ra cái điều này nó là thật. Tôi thấy là tôi cái môn Chúa chỉ có một mình Ngài là đấng mà chúng ta phải thờ phượng, phải hy vọng, phải trông cậy, phải nhờ vả và phải coi núp bóng vào thôi. Ngoài Chúa ra không có thằng nào, không có con người nào có thể giúp chúng ta được. Đó là điều mà Chúa muốn, và cái điều này là Chúa đẹp lòng. Chúng ta nhờ cậy Chúa bất cứ việc nhỏ việc lớn, cái gì chúng ta cũng nhờ cậy thì Chúa lại thích, Chúa lại ưa. Thế còn nếu không thì chúng ta hy vọng ở nơi những cái sự tập của con người, những cái sự hay thay đổi hay luôn nát, là chúng ta sẽ dễ dàng còn thất vọng. Và thất vọng thì đâm ra cay đắng, nếu như không có Chúa là bắt đầu đâm ra cay đắng, đâm ra buồn giận, rồi bắt đầu trách móc. Mà đúng là Chúa đâu có muốn mình như thế mình trách móc oan người ta, Chúa cho mình như vậy. Mình chỉ có trông cậy nơi Chúa nên như thế là nó tốt hơn. Và đấy là cái mục đích của những người chăn, cũng để dẫn chiên của Ngài, để trông cậy ở nơi Chúa nên để khỏi cướp lấy từ sự vinh hiển của Ngài. Thì đó là Chúa muốn, Chúa thương xót, cảm ơn Chúa. Nghe cả lời Chúa thì mình đưa ra cái gọi là mình đó là sự nghiệp của Chúa. Amen. Của Chúa thì ta không biết đâu. Amen. Có nhờ cho nên giờ tôi câu 6 là 1, câu 11 là 2 và câu 13 thì quả thật mỗi người muốn đi khác nào cũng đó. Ai lấy điều rối rồi muốn công người người cách trước của cả những chẳng những ai sẽ đâu đi ai cả thế khổ đó rồi là đúng rồi. Khi mà Chúa phạt loài người vì đứa cha hết thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ, có khác nào những con trùng thật mọi người chỉ là hư không. Chúa ơi, xin hãy dung thứ tôi để tôi hồi sức lại trước khi tôi đi mất không còn nữa. Ta là gì thì bây giờ người ta đi, chúng ta nên tưởng tới việc mà ông Salomon ông đã nói là những bạn còn người ông nói hư không thầy là hư không
không có một cái gì mà có thể nói được là rồi này. Nhưng mà trong hình ảnh này bây giờ trong cái cao đầu này, chú xong chúng ta thấy hình ảnh là nghe Luca đoạn 12 câu 16 đến 21. Thế là một cái thằng này nó làm được, nó giàu quá. Đó. Bây giờ mùa này nó trúng rồi, cái kho nó đủ chứa, nó đập cái kho kia đi, nó xây một cái kho khổng lồ lên, nó chứa của cải vào đó, bắt đầu làm nó rung đùi cái nó bắt đầu bị ơi của cải này cái này nó ung dung, cho nên cái trời nó bị khởi kể một chút như vậy. Nên người ta kết nồi như đi thì của cải nó để cho ai chịu được, phải không? Thế là thành ra Chúa nói sao? Thế ai thương chữ của cho mình mà không giàu có nên Chúa Trời thì cũng giống như vậy, cũng giống như thằng đó, có khác thế nào nha. Đó. Rồi chúng ta cái hình ảnh đó chúng ta thấy thật thực tế trên thế gian này, không phải này. Chúng ta học rất nhiều, nó rõ ràng chứ không cần. Thành ra tính như vậy mà tôi thấy rằng là không có gì bằng là chúng ta thấy rằng rồi trong ngôn đoạn 8 câu 13 sự kính nhờ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Bởi vì sự khôn ngoan của con người đầu tiên là phải biết kính sợ kính thờ lại Ngài. Ta ghét sự kiêu ngạo xuất sự con đường ác và miệng gian tà. Cái là ghét là xác định thì là được soi tỏ bởi Chúa, bởi Chúa Trời, chứ không phải nói thành cái loài người loài cái kia bệnh cái gì chiều qua tối rồi sáng nay nữa tôi làm tôi coi cái clip á mà một công giáo đưa lên, nào là Đức Mẹ Lộ Đức này, rồi thánh Phi-ô này, rồi ông thánh này ông thánh kia, rồi tự tôi nói mẹ lên, tôi dựng lên để mà sao nghĩa là nó dẫn dắt linh hồn của người ta đi vào chỗ nơi đó có khắc pháp hành, mà cái người đó được ứng nghiệm cái chân trong thầy không sai nào. Nó cái là dựng lên nào là môi xe mà đứng rồi cái là đưa chân vượt qua biển đỏ vượt qua biển đỏ rồi nó làm cái hình ảnh Chúa chết rồi Chúa sống lại, Chúa đi ra ôi cha bà ba đi rồi ôm rồi hôn Chúa rồi thế này cái đủ thứ trên đời ấy, bà ba đi lại nói hỡi con, hỡi con sao lại con lại như thế này, ôm trước khi Chúa đóng lên Chúa hỡi con thế thì nó thờ bà ba đi thì nó thờ ai, ba bà ba rồi để nói Chúa đã nói trước rồi không có bất cứ một thằng nào ngoài không có bất cứ một thằng nào chính vì vậy mà thấy rằng là không có một cái thằng nào có thể thành ra chúng ta phải nghe cái lời kết luận mà chúng ta thấy rằng bởi sự hư không của trên đời này chúng ta phải báo như lên Chúa, bởi vì tất cả hư không ta chỉ còn cứ nồng ta báo lên Chúa thôi chứ không phải cái thể xác này rồi đến báo lên Chúa để mình về Chúa được. Không có khá kính sợ Đức Chúa Trời và những các điều răn ngài ấy là trọn phần sự của ngươi, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến đôi việc kinh nghiệm ở đấy hoặc thiên hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Thế thì bây giờ là chúng ta phải đứng ở linh hồn chúng ta chứ còn cái thân xác này thân xác bẩn thỉu như vậy không đáng gì nữa không đâu, không còn chỉ còn linh hồn. Nếu chúng ta để linh hồn ta hư không thì sẽ sống tất cả mọi ngày đều sống. Amen.